Dạ vâng, hôm nay là ngày 22 tây tháng giêng năm 2013. Chúng tôi đang có mặt ở bệnh viện Cochin ở Paris để phỏng vấn bác sĩ Đinh Xuân Anh Tuấn. Dạ, trước hết chúng tôi xin được chân thành cảm ơn bác sĩ đã dành thời giờ quý báu để cho chúng tôi thực hiện cái cuộc phỏng vấn rất là quan trọng này đối với cái lịch sử của người thuyền nhân của Việt Nam trong cái giai đoạn từ năm 75 cho tới cuối thập niên 80. Dạ vâng. Thưa xin được bác sĩ nghe cho biết là tên và chức vụ nghề nghiệp cũng như thành phố của bác sĩ đang cư ngụ. Dạ vâng, thưa chị, tôi tên Đinh Xuân Anh Tuấn, như chị vừa mới nhắc đến. Hiện giờ tôi đang làm việc ở bệnh viện Cochin, là một trong những bệnh viện chính của thành phố Paris và thuộc vào Đại học Paris Descartes. Công việc của chúng tôi làm ở tại đây là chúng tôi chuyên về ngành phổi và đặc biệt hơn là thăm dò chức năng hô hấp. Và chúng tôi là trưởng khoa của khoa thăm dò chức năng hô hấp tại bệnh viện Cochin. Cùng một lúc chúng tôi cũng là chủ nhiệm của một bộ môn, là bộ môn về physiology, về sinh lý, về phổi, sinh lý học và sinh lý bệnh phổi, cũng thuộc vào Đại học Paris Descartes của Cochin Điền với lại bệnh viện Cochin. Cụ thể qua các cái chức vụ đó thì bác sĩ làm cụ thể là những công việc gì? Bác sĩ thăm bệnh nhân dạy học như thế nào ạ? Thưa vâng, công việc của một người mà bác sĩ mà trong ngành hàn lâm của Pháp thì thường được chia ra làm ba việc. Thứ nhất là chữa bệnh, thứ nhì là dạy học và thứ ba là làm nghiên cứu. Thì dĩ nhiên là tùy vào mỗi ngành nghề thì một trong ba việc nó sẽ có nhiều hơn những cái việc khác. Riêng về cá nhân chúng tôi thì chúng tôi cũng cố gắng chia đều thời gian ra cho cả ba. Công việc với bệnh nhân thì thường chúng tôi làm vào buổi sáng từ 8 giờ cho đến 12 giờ trưa hoặc là 1 giờ trưa. Công việc dạy học thì thường thường là vào buổi chiều từ từ 2 giờ cho đến 4 giờ. Dĩ nhiên là không phải ngày nào cũng có lớp để mà dạy, và cái thời gian còn lại là chúng tôi làm việc với lại các bác sĩ trẻ và các nghiên cứu sinh, nói theo tiếng Mỹ là PhD student. Thì trong cái phòng nghiên cứu của chúng tôi, trong cái lab của chúng tôi thì có một vài em nghiên cứu sinh như vậy, và các em cũng rất là chịu khó, nên chúng tôi cũng có một số công việc phải làm với các em. Nói chung là cả ba việc đều làm từ từ sáng cho đến chiều, và buổi tối dành cho gia đình. Nghe rất là bận bịu. Là vâng. Thưa bác sĩ thì bác sĩ sinh trưởng ở đâu và nơi sinh trưởng và lớn lên bác sĩ có cái kỷ niệm gì vui vui hoặc đáng nhớ bác sĩ muốn chia sẻ? Thưa chị, tôi sinh ở tại thành phố Sài Gòn, sinh tại thành phố Sài Gòn cách đây 55 năm. Bố Bắc mẹ Nam, thành ra nói tiếng Việt giọng lơ lớ, càng lơ lớ hơn là chúng tôi rời quê hương năm 1969, có nghĩa là tính đến nay là 44 năm. 44 năm, thành ra ngoài lai dòng Bắc và dòng Nam thì chúng tôi lại lai thêm dòng Pháp nữa. Cái đó là cái điều mà chúng tôi muốn muốn nói đến. Chúng tôi sang Pháp từ năm 69, và từ đó thì xem như là định cư ở tại quốc gia này luôn. Tại sao lại Paris Pháp ạ? Tại vì hồi xưa ông cụ ở nhà làm công chức cho Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng Hòa, đi làm việc ở các xứ Bắc Phi, và trước khi về nước để mà tiếp tục công việc vào năm 1974 thì cụ đã để tôi ở lại Pháp học thi tú tài và ở lại học đại học đi thăm quan. Thưa bác sĩ có thể cho biết tên của cụ thân sinh không? Dạ, bố tôi tên là Đinh Xuân Thọ, vốn là một nhà giáo, vào năm 1953 dạy trường trung học Petruski, rồi sau đó thì chuyển qua làm sau đó thì tiếp tục dạy các trường trung học, và cuối cùng là trường Đại học Văn khoa của Sài Gòn trước khi chuyển qua làm với Bộ Ngoại giao của Việt Nam Cộng Hòa.
và rời nước năm 1989. Thưa bác sĩ, thì bác sĩ mới nói là đậu túc tại Pháp, tại Pháp. Dạ vâng, thành thử ra cái chuyện muốn hỏi là học y khoa ở Pháp có khó lắm không? Thưa chị, học y khoa Pháp thì nó vừa khó mà vừa không khó. Khó vì ở bên này cái chế độ học khiến cho tất cả các sinh viên phải qua một cái kỳ thi tuyển tương đối khá gắt, khá khó khăn. Trên 1.000 sinh viên thì mỗi trường chỉ có thể lấy khoảng chừng 150 em. Và 150 em thì cái xác suất nó không nhiều, nhưng mà cái sự khó khăn đó là các em, mỗi em chỉ được quyền thi có 2 lần mà thôi. Có nghĩa là sau khi mà rớt lần thứ nhì thì có rất là nhiều em tuy rằng là mang nhiều hoài bão nhưng mà trở thành một người bác sĩ lại không đi theo được cái hoài bão đó. Đó là một trong những cái có thể gọi là nhược điểm của cái ngành học khoa bên Pháp này. Và có lẽ ngày hôm nay thì chính phủ Pháp cũng đang suy nghĩ cách nào khác để mà có một cái sự công bằng và giúp cho các em nào mà thực sự muốn đi theo cái ngành mà mình muốn có thể làm được cái việc đó. Thật sự hên xui may rủi quá hả? Vâng, có hên xui, có may rủi, có học hành, cũng có. Chẳng hạn như đến cái giờ ngày hôm khi mà mình đi xe nó bị thì chẳng hạn tai nạn, chẳng hạn mà mình không có đủ sức để mình làm bài chẳng hạn, mà lần thứ hai rồi thì không được trở lại thi lần nữa thì cũng và bởi vì thế nên có rất nhiều trường hợp mà tương đối cũng khá thương tâm vì các em vì một cái lý do mà ngoài ý muốn không có thuộc vào cái sức học của các em mà cuối cùng lại không đi theo được cái ngành. Dạ thưa bác sĩ, thì bác sĩ đang làm giáo sư một khoa trưởng của đại học Paris này, và một cái ngành rất là khó đó là ngành y khoa đó, thì thực sự đó là một cái vinh dự cho bản thân của bác sĩ, gia đình và cho cả cộng đồng và đặc biệt là người Á Châu của mình nữa. Thì bác sĩ có thể chia sẻ những cái vinh dự nào đã đến và bác sĩ cảm thấy như thế nào, và có những cái gì muốn chia sẻ với những em học sinh, sinh viên Việt Nam đang muốn đi vào cái ngành nghề như bác sĩ không? Thưa chị hỏi câu hỏi đó thì cũng không có đơn giản, nhưng mà tôi thì tôi thấy là có hai việc. Cái việc thứ nhất đó là cũng như chị biết là tôi xuất thân từ một gia đình tuy là nhà giáo nhưng mà đến từ một cái nước là nước Việt Nam, qua bên này hội nhập vào cái hệ thống giáo dục của Pháp không phải là một cái điều dễ. Tuy nhiên mình vẫn có thể làm được và vẫn có thể đi đến một cái mức tương đối khá cao trong cái ngành nghề dạy học hoặc là trong cái ngành khoa bên này. Cái đó để mà chứng minh duy nhất một điều là cái người Việt Nam của mình có thể đạt được tất cả những cái mức thang hoặc là những cái vinh dự nào của cái ngành giáo dục ở Pháp nói riêng và ngành giáo dục thế giới nói chung. Mình có thể mình làm được cái việc đó. Đó không có một cái lý do nào mà một người Việt Nam không có thể đạt được những cái điều mà mình muốn. Cái điều thứ nhì đó là tuy rằng là và cái trường hợp của tôi dĩ nhiên không phải là một cái trường hợp đơn lẻ, có rất là nhiều các đồng nghiệp trong ngành y khoa hoặc là trong các ngành của giáo dục khác cũng đã đạt được tới cái bậc thang mà tạm gọi là danh vọng như vậy, và thậm chí có những với thậm chí may mắn là có rất là nhiều các đồng nghiệp khác còn đi xa hơn nữa trong cái công việc thành đạt trên cái lĩnh vực nghề nghiệp hơn cá nhân chúng tôi. Tuy nhiên cái đó cũng không khiến cho chúng ta quên rằng là người Việt Nam trên thế giới cho tới ngày hôm nay tuy là đã có được một số những cái trường hợp thành công như trường hợp cá nhân chúng tôi, nhưng mà vẫn chưa có đạt được những cái mức tối cao như là có được một cái giải Nobel về một cái ngành khoa học nào đó. Và có lẽ đến cái lúc nào đó chúng ta cần phải nghĩ đến ngoại trừ những cái nỗ lực cá nhân hoặc là của một vài gia đình hoặc là của một cái cộng đồng nhỏ, thì cần phải có một cái cách nào khác để mà giúp cho người Việt Nam ở nước ngoài hay là trong nước có thể có được một cái tiềm năng đủ để mà có thể đưa cái ngành khoa học của Việt Nam lên ngang hàng với cái ngành khoa học của các nước khác trên thế giới.
Thưa bác sĩ, nói như thế có nghĩa rằng đã có những giây phút hoặc là những cái lúc nào đó mà có những cái challenge, những cái khó khăn mà bác sĩ đã vượt, mà bác sĩ đã phải vượt qua một cái cách rất là khó khăn, mà bác sĩ vẫn cảm thấy rằng wow, tại sao mình đi làm được cái việc đó. Vâng, thì quả thật là có lẽ là cái lớp mà có thể nói là những cái lớp Việt Nam mà sống ở nước ngoài vào cái thế hệ đầu tiên là cái lớp của chúng tôi, của chúng ta, thì đều phải trải qua những cái giây phút khó khăn đó, tại vì mình phải chứng minh với lại các bạn học, các thầy học ở nơi mà mình sống rằng là mình có đủ khả năng đó. Và nói một cái cụ thể thì thí dụ như là trong một cái trường đại học y khoa của Pháp thì ai cũng công nhận rằng là muốn đạt được cũng một cái trách nhiệm đó thì một người bác sĩ nước ngoài nói chung và người bác sĩ Việt Nam nói riêng thì phải có cái sự thành tựu gấp rưỡi, nếu không phải là gấp đôi so với là một cái người Pháp địa phương chẳng hạn. Thì cái đó là một cái sự khó khăn, nhưng mà chúng tôi lại cảm thấy rất là hãnh diện đã khắc phục được những cái sự khó khăn đó, và chỉ mong sao rằng là sau này đối với các thế hệ con em của chúng ta thì thứ nhất là cái sự khó khăn đó sẽ càng ngày càng ít đi, và cũng ngược lại thì là các số mà các nhà khoa học, các nhà bác sĩ, giáo sư hoặc là trong những cái lĩnh vực nghề nghiệp khác như là những nhà nhạc sĩ hoặc là làm nghệ thuật gốc Việt Nam sẽ càng ngày càng đông, để mà chứng minh được cho thế giới rằng là cái văn hóa Việt Nam có cái nguồn, cái gốc văn hóa Việt Nam đó là một cái lợi thế để mà cho cái cá nhân đó có thể phát triển và đạt được một số những cái thành tựu trong cái ngành nghề của mình. Ban nãy bác sĩ có nói đến dạy học, và được biết bác sĩ cũng có về Việt Nam để giảng dạy cho các sinh viên ở ngành y khoa. Thì kinh nghiệm của bác về những cái lớp học như thế, bác sĩ có những kinh nghiệm gì bác sĩ nói tới? Thứ nhất đó là tôi thấy các em sinh viên y khoa ở bên Việt Nam từ nhiều năm rồi thì có một cái sự hiếu học rất là lớn và rất là cảm động, làm như là các em sống trong một cái môi trường mà thiếu thốn, và một khi mà mình thiếu một cái việc gì thì mình coi cái việc đó là cái việc rất là quý và rất là quan trọng. Thì các em học một cách say mê và hết lòng, có lẽ với một cái mức độ mà cao hơn là các sinh viên Pháp mà chúng tôi làm việc chung hàng ngày. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ nhì là cái ngành y khoa hoặc là cái ngành mà giáo dục ngày hôm nay năm 2013 thì có lẽ nó khác vào những cái năm thập niên 80-90 của thế kỷ trước. Hồi xưa lời của một người thầy dạy là coi như là vàng ngọc, tại vì đó là một cái kiến thức mà nói một cách khác là cái sự thay đổi kiến thức nó rất là chậm. Ngày hôm nay cái sự thay đổi kiến thức nó rất là nhanh. Thành ra cái công việc mà chúng tôi quan tâm tới và chúng tôi hoài bão không phải là mang đến cho các em đó những cái kiến thức A, B hoặc là C, mà làm sao tập cho các em đó có được một cái cách để mà đạt được những cái kiến thức đó. Tại vì cái kiến thức ngày hôm nay nó ngày mai nó sẽ trở thành lỗi thời, kiến thức ngày mai, ngày mốt nó sẽ trở thành lỗi thời. Trong khi đó cái cách mà mình đạt được cái kiến thức đó thì nó vẫn luôn luôn vẫn là một cách. Thành làm sao giúp cho các em có được cái cách đó thay vì chỉ truyền đạt tới các em một cái kiến thức mà nó cứng nhắc, nó bất di bất dịch. Tại vì cái chuyện đó đối với khoa học thì ngày hôm nay nó không còn. Thưa bác sĩ thì có được biết bác sĩ cũng có một số những em du sinh ở Việt Nam qua đây để học qua y khoa bên này, thì bác sĩ thấy các em nó như thế nào, nói chung về vấn đề học lực cũng như là cái tâm tư của các em như sao? Các em du sinh từ Việt Nam sang bên Pháp hoặc là sang các quốc gia khác thì đều là những
cá nhân có hoài bão rất là lớn. Tại vì phải có những hoài bão lớn như vậy mới chấp nhận làm một số những cái hy sinh về cá nhân, về vấn đề tài chính, xa gia đình, đôi khi xa người thân, để mà đi xa học trong cái điều kiện tương đối khó khăn. Thì đối với các em đó thì tôi lại rất là có cái sự ưu ái, tại vì tôi nghĩ rằng là đó là những các em đó cần được sự giúp đỡ, vì các em đó rất là đó có những cái sự hy sinh cá nhân tương đối nó khá lớn so với là các sinh viên người Pháp địa phương. Và thêm nữa thì trong ngành y khoa nhưng mà cũng trong tất cả mọi ngành nghề khác, những cái người mà đi sau mình, nhỏ tuổi hơn mình, trẻ tuổi hơn mình, chính là những cái người mà mang cái tương lai, và những cái người sẽ biến cái tương lai của tất cả mọi người nó có tốt hay không. Thành ra cái công việc đào tạo và giúp cho các những cái người mà lãnh đạo hoặc là những người đứng đầu tàu tương lai đó, đó là cái việc rất là quan trọng. Thành ra vì hai cái lý do đó mà tôi cố gắng trong cái khả năng của mình đầu tư và giúp các em trong cái việc đó. So với những người như bác sĩ hoặc là những cái người sang đi với tính cách tị nạn đó, và so với các em bây giờ đó, thì bác sĩ thấy rằng cái hoàn cảnh thì tất nhiên nó khác rồi, nhưng mà cái nỗ lực của họ hay là cái chú tâm của họ mà học nó có cái gì khác biệt không? Không có. Có lẽ cái nếu mà xoay trở về cách đây 20-30 năm lúc mà chúng tôi còn là sinh viên và so với các sinh viên bây giờ thì có một số những cái sự khác biệt. Bây giờ các em sinh viên hoặc là các bác sĩ trẻ bây giờ thì họ chỉ có một cái hoài bão là làm sao có được cái kiến thức mà nó ngang hàng với lại kiến thức của các bác sĩ nước ngoài. Nói một cách khác là họ mong muốn làm sao kiến thức cá nhân của họ và nguyên cả kiến thức của ngành y khoa Việt Nam có thể đứng ngang hàng với lại các nước trong vùng hoặc là thế giới. Cá nhân chúng tôi hồi xưa thì là lúc mà bắt đầu học y khoa thì đó là một cái cách để mà đến với lại người khác bằng một số những cái khả năng khiêm tốn của mình về một cái lĩnh vực chuyên môn là cái lĩnh vực y khoa, là cái chữa bệnh, và cũng là một cách để mà tìm một cái chỗ đứng nơi cái đất mà có thể gọi là cái đất tạm dung, là cái chỗ mà mình tới và mình cố gắng để mình sống. Thì hai cái mục đích nó khác nhau, nhưng mà cuối cùng thì nó cũng gặp nhau một chỗ là cho dù đối với những người đi trước hay là các em đến sau này thì ai cũng có một cái mong muốn là làm sao để mà mình khá hơn so với lại cái gì mà mình khá hơn, mình biết nhiều việc hơn, mình có cái khả năng ngành nghề nó tốt hơn so với những cái gì mà mình có. Thưa bác sĩ, ngoài những công việc và những cái quan tâm của bác sĩ trong ngành y khoa, cũng những vấn đề y khoa ở Việt Nam, thì bác sĩ cũng có một thời gian hoạt động cũng khá dài cho cái nhóm người tị nạn khốn khổ, đó là thuyền nhân Việt Nam. Thưa bác sĩ, có thể chia sẻ cho biết là những cái hoạt động đó như thế nào, thưa bác sĩ? Thưa chị, vì cũng như chị đã nhắc đến thì đó là cái thứ nhất, là theo tôi nghĩ đó là một cái việc ngẫu nhiên. Cái việc ngẫu nhiên nó đến từ cái việc rằng là chúng tôi thuộc vào một cái thế hệ mà thế hệ đó trẻ quá để mà thực sự tham gia vào cuộc chiến từ năm 54 cho đến năm 75. Vì lúc đó chúng tôi chưa 18 tuổi và cũng đủ già để mà ra trường và có được một cái công việc làm vào một cái lúc mà nguyên đại đa số các người Việt Nam tị nạn vẫn còn đang bơ vơ và tìm một cái chỗ đứng nơi cái để tam quốc gia mình đến. Thành ra vào những cái năm cuối thập niên 70, đầu thập niên
thập niên 80 là chúng tôi cũng vừa xong cái ngành y khoa, vừa mới ra trường. Và lúc đó thì cũng như là chị biết là phong trào tuyển nhân Việt Nam đang lên đến cao độ. Và một cách rất là tự nhiên, cái câu hỏi gần như là không cần phải đặt ra, thì chúng tôi nghĩ rằng là cái chỗ đứng của mình và cái việc làm của mình nó không ở một bất cứ một cái nơi nào khác ngoại trừ là làm việc với là các người đồng nghiệp người Pháp hoặc là người Đức đang có những cái chương trình gửi những cái chuyến tàu về vùng Biển Đông để mà đi cứu vớt người về bên Việt Nam. Thưa bác sĩ, các phong trào vớt người về bên Việt Nam thực ra vào những năm 70 và 80 phát xuất từ hai quốc gia Pháp và Đức. Thì ở tại bên Pháp này, phong trào đó đã được phát xuất từ một ủy ban gọi là ủy ban con tàu đảo ánh sáng do bác sĩ Bernard Kouchner và một số các thành viên khác đứng ra ngồi lại với nhau và đứng ra lập ra cái ủy ban đó để mà có thể tài trợ một cái con tàu gọi là con tàu bệnh viện, vừa là một cái chuyến tàu đi vớt người Việt biên nhưng mà cùng một lúc trên tàu trang bị tất cả những cái dụng cụ y khoa cần thiết và có những chuyên viên, những bác sĩ, những y tá để mà có thể hoạt động ở tại các trại tị nạn ở vùng Đông Nam Á. Đó là con tàu đảo ánh sáng đã được gửi về vùng Biển Đông vào năm 1979 và đã hoạt động cũng trên dưới một năm trời. Lúc đó thì chúng tôi cũng đã đến gặp bác sĩ Bernard Kouchner để mà xin phép ông ta được đi theo cái con tàu đó. Thì bác sĩ Kouchner đã nói với chúng tôi một câu mà chúng tôi còn nhớ rằng là cậu bác sĩ thì chưa ra bác sĩ, mà y tá thì chắc chắn là cậu là không có chích thuốc hoặc là lấy máu hay bằng một người y tá. Thôi về học tiếp đi rồi sau đó tính sau. Thì tôi nghe lời và tôi về thì cứ học cho xong cái ngành y khoa của mình. Và đến năm 1982, sau con tàu đảo ánh sáng thì hội bác sĩ của thế giới Médecins du Monde gửi cái chuyến tàu thứ nhì là tàu Le Guélo. Thì cùng năm đó thì năm tôi đã vào nội trú, tuy chưa có bằng bác sĩ y khoa nhưng mà đã được xem như là có tương đương với là một người bác sĩ có khả năng để mà cho thuốc và chẩn bệnh. Thì lúc đó tôi xin đi theo cái con tàu Le Guélo và cũng từ đó trở thành một thành viên đắc lực của hội Médecins du Monde. Và sau năm 82 thì lần được đi theo những cái con tàu kế tiếp vào năm 85, 86, 87. Thế cái vùng, thưa bác sĩ, cái vùng hoạt động của bác sĩ là cái vùng nào, còn bác sĩ có thể kể? Thưa chị, lúc đó thì ngoài trừ cái con tàu đó ánh sáng năm 1979 mà vì cá nhân chúng tôi không có đi theo tham gia, chỉ nghe kể lại, thì chúng tôi sẽ xin phép không bàn tới nhiều tại vì đã không có những cái kỷ niệm cá nhân. Thì với cái con tàu Guélo và những con tàu kế tiếp thì lúc đó thì hội Médecins du Monde có cách hoạt động như vậy là một khi mà một cái chuyến tàu đã xong cái công tác của mình về thì các bác sĩ, cái điều đầu tiên các bác sĩ trong hội làm là cố gắng làm sao tạo điều kiện để mà có thể có khả năng gửi cái chuyến tàu kế tiếp. Thì những cái điều kiện đó nó tùy thuộc vào hai yếu tố chính. Yếu tố thứ nhất là yếu tố tài chính, tại vì gửi một cái chuyến tàu như vậy rất là tốn kém, tiền xăng, tiền dầu, tiền mướn các thủy thủ đoàn. Tại vì tuy các bác sĩ đi làm việc trên con tàu đều là thiện nguyện cả, không có ai ăn luôn. Nhưng mà những người thuộc thủy thủ đoàn thì dĩ nhiên là họ phải có cái đồng lương để mà họ còn có thể nuôi gia đình. Điều kiện thứ đầu là điều kiện tài chính. Điều kiện thứ nhì là phải làm sao có được tất cả những cái giấy tờ, và nói một cách cụ thể là những cái giấy nhập cảnh, những cái visa của một số các quốc gia Âu Châu, Âu Mỹ để mà có thể chứng minh với lại các quốc gia ở vùng Đông Nam Á nơi mà có các trại nghỉ tị nạn rằng là những người thuyền nhân sẽ được vớt. Một khi đưa đến các trại tị nạn đó, họ chỉ là ở trong trại tị nạn với cái tư cách tạm trú
và họ sẽ được một quốc gia thứ ba nhận họ đi. Thì đó là hai cái điều kiện mà rất là quan trọng để mà có cái chuyến tàu thứ nhì. Thì cũng như chị thấy là từ năm 79 cho đến năm 82 là phải đợi đến những 3 năm mới có khả năng gửi cái chuyến tàu thứ nhì. Và cái chuyến tàu thứ ba là năm 1985 với tàu Ronsarco thì cũng phải là đợi 3 năm sau. Cái đó đủ chứng minh cái sự khó khăn và những cái vấn đề của cái hội Mê Sơn Điện Mông đó gặp phải để mà có được hai cái điều kiện mà chúng tôi vừa mới nói tới là vấn đề tài chính và làm sao có đủ số visa để mà cho cái chuyến tàu nó có thể hoạt động lại. Và một khi mà có được chuyến tàu rồi thì là lúc đó chúng tôi đi về Biển Đông và đi theo một cái chương trình với người vượt biển rất là đặc biệt. Có cái chuyến tàu hiện diện vào một cái vùng biển mà chúng tôi nghĩ rằng là sẽ có rất là nhiều những cái chiếc ghe vượt biên mong manh đi ra ngoài biển, và lúc đó thì có nhiều khả năng để mà gặp để mà và sau đó vớt họ. Thưa bác sĩ, thì vận động để xin visa nó khó không, và bao nhiêu nước đã tham gia trong cái công việc cấp visa đó? Luôn luôn đến từ nước Pháp thì là nước Pháp là cái nước đầu tiên. Và dĩ nhiên bác sĩ Bernard Kouchner lúc đó là chủ tịch của hội Trần Ngôn, là các bác sĩ chủ tịch kế tiếp Alain Delos vân vân, là công việc làm là đi xin với chính phủ Pháp cấp ra một số visa. Thì cái số visa đó lúc đầu thì nó tương đối nó cũng ít, nó có thể nó chỉ là 60 hoặc là 100. Rồi cùng một lúc đó thì các quốc gia khác họ có thể tham gia, Sana Đại, Na Uy, Úc Châu. Có điều đặc biệt là vào cái thời điểm đó thì nếu tôi nhớ không lầm thì Hoa Kỳ là một quốc gia tương đối không có cho visa. Nhưng mà thực ra cái vấn đề mà visa đó chỉ là một cái vấn đề lý thuyết mà thôi. Thí dụ là nếu mà chúng tôi có được 300 visa, chúng tôi biết rằng là chúng tôi có thể vớt và đưa đến trại 300 người. Rồi sau đó 300 người đó thay vì đi, tôi lấy một cái thí dụ một quốc gia như là Ý Đại Lợi cho khoảng chừng 10 cái visa. Và thường thường thì kinh nghiệm cho thấy rằng là cái số thuyền nhân mà muốn đi qua định cư ở bên nước Ý thì tương đối rất là ít. Thì tuy rằng là nước Ý cuối cùng sẽ không có một người thuyền nhân nào, nhưng mà cũng đủ bảo đảm để cho cái người bị nhiễm thuyền nhân đó đến bảo trong trại tị nạn. Và sau đó nếu mà họ muốn vì lý do đoàn tụ gia đình đi qua bên Hoa Kỳ hoặc đi qua bên Canada lại thì họ vẫn có thể làm được cái việc đó. Thành ra cái vấn đề xin được visa là để bảo đảm cho các chính quyền địa phương, chính quyền Mã Lai, Thái Lan, Philippines, Nam Dương rằng là nếu mà nhỡ không có một nước nào, Hoa Kỳ, Úc hoặc là Canada Đại là ba nước chính mà có đông người Việt Nam tị nạn nhất, không nhận những người đó thì cùng lắm thì nước Ý Đại Lợi sẽ nhận những người đó. Thưa bác sĩ, có biết vì sao mà các nước Đông Nam Á, có nơi có những người tị nạn sống tạm thời đó, họ lại đòi hỏi cái chuyện đó không? Có lẽ tại vì đến một lúc nào đó họ rất là sợ có một cái sức hút của những cái trại tị nạn so với cái phong trào vượt biên, và họ phải đặt ra những cái điều kiện rất là khó khăn để mà không có cái sức hút đó nữa. Và những cái điều kiện đó đã được đặt ra với lại tất cả những cái chuyến tàu, không những chuyến tàu của các hội thiện nguyện mà ngay cả những cái chuyến tàu mà thương mại tình cờ đi trên biển gặp một cái chiếc ghe vượt biên và cứu vớt những người đó rồi sau đó đưa vào trại, thì họ rất là sợ, các chính quyền địa phương rất là sợ cái việc đó, là các trại càng ngày sẽ càng đông người vượt biên và sẽ họ sẽ không còn khả năng để mà tiếp nhận những cái người đó nữa. Thưa bác sĩ, con nói là bác sĩ đi 49 thì coi như là ghi nhớ nhất và cảm thấy mỗi lần nhớ đến là bác sĩ nhớ đến cái chuyến đi đó. Và thực ra thì trong 4 chuyến thì mỗi chuyến đều có những cái điểm đặc biệt. Chuyến đầu tiên là năm 1982 thì có lẽ là cái chuyến mà chúng tôi đã rất là có những cái cảm xúc mạnh nhất khi lần đầu tiên rời khỏi
khỏi cái bến ở Tân Java ở Singapore, tại vì tàu của hội Vincent Dumont đến Singapore để mà bốc các bác sĩ lên, rồi sau đó thì hoạt động trong vùng Biển Đông, vớt được người vượt biên đưa qua bên Fullerton tại trại tị nạn Palawan, đưa các người thuyền nhân đó xuống, rồi sau đó trở về Singapore để mà đổ dầu, đổ xăng, đổ nhớt, thay đổi thủy thủ đoàn hoặc là thay đổi các nhóm bác sĩ. Thành ra chuyến đầu tiên khi mà chúng tôi rời khỏi Singapore và lần đầu tiên bước lên tàu và đi về phía Biển Đông, thì lúc đó là cái lúc mà chúng tôi cảm thấy là có cái sự mà xúc động cá nhân mạnh nhất, nhất là khi mà mình có thể mường tượng đó là phía đằng xa xa đó là quê hương Việt Nam. Cái chuyến thứ nhì thì chúng tôi lại có những cái niềm vui lớn nhất, là tại vì cái chuyến thứ nhì là cái chuyến mà coi như là chúng tôi thành công nhất trong cái xác suất mà vớt người vượt biên. Chỉ trong vòng 10 ngày mà chúng tôi vớt được hơn 500 người, cũng cả gần 10 chuyến tàu. Thì cái chuyến thứ nhì, cái chuyến tàu thứ nhì Jean-Jacques cũng hoạt động trong vòng mấy tháng trời. Riêng cá nhân chúng tôi thì đi theo cũng gần 2 tháng trên cái chuyến tàu đó, rồi sau đó thì thay đổi thành phần bác sĩ, y tá và thủy thủ đoàn. Thì trong cái lúc mà chúng tôi hoạt động đó là cái lúc mà gặp được nhiều thuyền nhân nhất, và có được kết thân với là một số các thuyền nhân trên cái chuyến tàu đó, làm việc không ngừng trong vòng một tuần lễ. Chuyến thứ ba thì chúng tôi đi theo cái con tàu Acuna, cũng do cái hội Capanamur ở bên Đức tài trợ. Thì cái chuyến đó rất là đặc biệt, là chúng tôi cùng một lúc có hai cái con tàu, một con tàu của Pháp và một con tàu của Đức, thì có theo hộ tống hai con tàu đó ba cái chiến hạm nhỏ của quân đội Pháp đi theo để mà tìm các hải tặc và để bảo vệ các thuyền nhân. Bác sĩ nói đến việc mà đi tìm hải tặc, rồi cuối cùng có tìm được cái tàu hải tặc nào? Thưa không, tại vì thực ra là hải tặc thì biết là khi nào mà có tàu của Pháp ở vùng đó. Thứ nhất là hải tặc không bao giờ tấn công vào những cái chuyến tàu lớn, vì tàu hải tặc nó chỉ là những cái chuyến ghe. Những cái ghe tuy là nó to, nó nhanh, nó mạnh so với lại cái ghe của vượt biên, nhưng mà so với các tàu lớn thì hoàn toàn không làm được gì. Và thứ nhì là luôn luôn có một cái khả năng rằng là những cái chuyến tàu của hội Vincent Dumont được hộ tống bởi những cái chuyến tàu quân đội của Pháp, và dĩ nhiên những chuyến tàu quân đội của Pháp thì trang bị súng ống rất là đầy đủ, thành ra hải tặc không có bao giờ mà điên để mà họ va chạm với những cái chuyến tàu đó. Đó là một lý do thứ nhì, đó là kể từ những cái năm 82, 83 trở đi thì hội Vincent Dumont đã biết rằng là đa số các thuyền nhân Việt Nam nếu mà muốn rời khỏi nước Việt Nam thì sẽ tránh cái vùng vịnh Thái Lan, là vốn là cái vùng có nhiều hải tặc nhất, và đi ra phía Fullerton để mà tránh hải tặc. Nhưng cùng một lúc đó thì đi về cái phía đó thì là cái biển, vùng biển nó rất là động, thành ra một đằng thì tránh được hải tặc, nhưng một đằng khác thì có thể gặp cơ nguy bị những cái cơn bão lớn và khiến cho những cái chiếc ghe đó có thể bị đắm chìm. Thành ra vì thế nên hội Vincent Dumont đã có một cái hải trình rất là đặc biệt, là đứng ngay ở trên một cái con đường nối liền Tân Java và Hương Cảng, Hồng Kông, nơi có rất là nhiều cái chuyến tàu qua lại và nơi cũng có rất là nhiều thuyền ghe Việt Nam hay ra đó để mà họ chờ mong rằng là sẽ gặp được một cái chuyến tàu nào đó để mà vớt họ. Thì tàu của Vincent Dumont thường hoạt động trong cái vùng đó, cứ đi tới đi lui, và một khi chúng tôi mà vớt được một cái chiếc ghe nào đó thì cái điều đầu tiên mà chúng tôi hỏi rằng là biết rằng là cùng một lúc với các chị đã đi vượt biên thì có những cái chuyến ghe nào khác đi hay không, họ phát xuất từ đâu, ngày nào. Và từ đó thì chúng tôi cũng cố để mà tìm lại cái hải trình đó để mà đi tới gặp các chiếc ghe đó trước khi mà những chiếc ghe đó bắt đầu gặp những cái vấn đề về kỹ thuật, hết dầu, hết nước, hết thức ăn hoặc là các hải tặc.
có cái trường hợp nào mà cái tờ đi trước nói cho tin tức và nhóm của bác sĩ tìm ra được không? Thưa có, rất là nhiều, có thể nói là 20%. Thưa bác sĩ có thể nhớ lại cái cảnh bác sĩ đứng ngồi trên tàu của bên Saint-Domingue rồi ngó dùng ống nhòm mà ngó ngó trên biển khơi xa tắc đó, rồi bác sĩ nhìn thấy một cái chấm mà bác sĩ nghĩ đó là con tàu của người của thuyền nhân, và bác sĩ sau đó đúng là như vậy, cái cảm nghĩ cảm xúc của bác sĩ như thế nào? Thế tôi nghĩ thì lúc đó không không những riêng cá nhân chúng tôi mà tất cả những cái người trong phái đoàn, đó là cái cảm xúc mạnh vô cùng. Tôi vẫn còn nhớ rõ là lúc mà cái này nói lại thì tất cả các anh chị nào đã tham gia vào những cái chương trình với người bệnh viện đó đều đều, đều 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 sẽ đồng ý là chúng tôi thay phiên nhau trực 24 tiếng trên 24, và mỗi người một cái ống nhòm đứng bên 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 một phía tàu, bên hữu bên tả. Và dĩ nhiên thì ông thuyền trưởng hoặc là thủy thủy thủ đoàn thì ở giữa tàu để mà họ nhìn về phía trước, có nghĩa là lúc nào luôn luôn có ba cái ống nhòm nhìn về phía trước để mà tìm những cái chấm đen. Mỗi cái ca trực như vậy là 2 tiếng đồng hồ, và chúng tôi vẫn nhớ là trong 2 tiếng đồng hồ đó là những cái 2 tiếng đồng hồ mà coi như là nó vừa pha trộn một cái cảm giác hạnh phúc được kích thích, rồi rất là muốn làm cái việc gì đó trong 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 cái 2 tiếng đồng hồ đó. Tại vì mình biết rằng là tùy vào cái nhìn của mình, cái sự phát giác của mình mà mình có thể thay đổi một cái việc gì rất là lớn, có nghĩa là gặp được một chuyến tàu và có thể cứu những cái người đó. Nếu mà họ không gặp mình thì có thể họ sẽ gặp tai nạn hoặc là nguy hiểm. Một khi mà chúng tôi phát giác ra được một cái chấm ở giữa biển, thì nếu ở trong ban ngày đó thì nó chỉ là một chấm đen nó nhô lên nó hụp xuống, tại vì sóng biển nó cao và nó càng nhô lên nó hụp xuống bao nhiêu thì cái xác suất để mà cái đó là một chiếc ghe vượt biên nó lại càng 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 càng, càng to bấy nhiêu. Tại vì những cái chiếc tàu lớn thì mình sẽ thấy nó trên mặt biển từ xa, và cho đến lúc mà biết rằng là đó là cái chiếc tàu vượt biên thì chúng tôi có một số những cái động tác mà chúng tôi vẫn 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 bình thường làm. Cái điều thứ nhất là cố làm sao để mà xem coi cái lá cờ Pháp là lá cờ tam sắc, đỏ xanh và trắng, được cuộn ra và có thấy rõ ba màu. Tại vì có một lần vào năm 1982 vì gió cuốn lại, thành ra lá cờ Pháp cuốn lại chỉ có che hở cái phần cuối cùng là cái phần màu đỏ. Thành ra có một lần chúng tôi phải chạy theo một cái chuyến tàu vượt biên để mà nói rằng là đây không phải là một cái tàu Liên Xô. Các anh các chị cứ yên tâm. Vì lúc đó chúng tôi cũng chẳng hiểu tại sao lần đầu tiên gặp cái chuyến tàu vượt biên mà cái chuyến tàu vượt biên lại chạy trốn mình như thế, tại vì họ đã có cái sự nhầm lẫn, nói tàu này là tàu của Liên Xô và có thể bắt họ mang về. Thì sau cái kinh nghiệm đó thì dĩ nhiên là lúc nào chúng tôi cũng muốn chắc rằng là cái lá cờ của Pháp thấy rõ ba màu. Cái điều thứ nhì là một khi mà cái chuyến tàu đã tới gần thì cái điều đầu tiên mà chúng tôi làm là cho một cái xe một cái canoe nhỏ xuống mặt biển và gửi một cái trên khoảng chừng 2 hoặc 3 người, một người lái cái canoe, một người tên là cá nhân chúng tôi cầm cái loa để mà tới. Thứ nhất là nói cho những người vượt biên đó chúng tôi là ai, và điều thứ nhì đó là tổ chức ngay lúc đó cái sự đưa các người vượt biên lên tàu, và để làm sao cho các người vượt biên đó không có giành nhau, không có lấn nhau để mà lên tàu, nhất là đối với những cái người lớn tuổi hoặc là đối với các em bé, thì cái đó là cái điều rất là quan trọng. Thì cái công việc làm của chúng tôi là như vậy: trấn an và tổ chức, rồi sau đó thì một khi mà chiếc tàu đó
táp tới gần, thì lúc đó thì từ từ đưa từng người một lên tàu. Đó là khi mà biển không có động. Khi mà biển động thì nó lại càng khó khăn hơn nữa. Tại vì lúc mà cái chiếc ghe vượt biên mà nó táp vào cái tàu lớn thì chúng tôi chỉ rất là sợ một điều là vì cái sự mà vội vàng hoặc là ghe lật, may sau thì chúng tôi không bao giờ gặp cái chuyện đó, hoặc là có một cái người té xuống biển. Nhưng mà té xuống biển mà té phía bên kia thì không sao, té mà ở giữa hai chiếc ghe mà nó ập vào cái chiếc tàu thì có thể nguy hiểm đến tính mạng. Thì chúng tôi cũng rất là cẩn trọng trên cái vấn đề đó. Thì cái công việc làm của chúng tôi là ngay lúc đầu trấn an, rồi sau đó tổ chức hỏi ai là anh thuyền trưởng, ai là những cái người mà coi như là có quyền thế ở trong cái chiếc ghe, và yêu cầu cái sự hợp tác của những cái vị đó để mà từ từ đưa từng người một lên tàu. Thưa bác sĩ, thì tình trạng của những người mà bác sĩ và những người bạn của bác sĩ vớt nó là sao? Thì chúng tôi cũng rất là may mắn là trong suốt hay là ít nhất trong những cái lần chúng tôi cá nhân chúng tôi tham gia thì rất là ít gặp những cái trường hợp thương tâm. Gần như là không có chuyến tàu nào đã gặp phải hết tất cả. Dĩ nhiên một cái chiếc ghe sau 10 ngày lên trên biển cả, tuy rằng là chỉ có 10 ngày thôi, nhưng mà một khi mà với lại cái nắng cháy ban ngày, với cái sự thiếu nước, thì các trẻ em và những cái người lớn tuổi là những cái người mà thường là kiệt sức nhất. Thì lúc đó được đưa lên tàu thì chúng tôi có tất cả những cái phương tiện y khoa để mà có thể đương đầu và đối phó với những cái trường hợp như vậy. Thì nói chung thì là về những cái vấn đề y khoa thì tương đối ít, tại vì cái hải trình của chúng tôi cũng đã giúp cho chúng tôi có cái khả năng đến gặp và đến vớt các tàu sớm. Có một trường hợp chiếc tàu vừa mới rời khơi 48 tiếng đã gặp được cái tàu của hội bến San Diego, thì coi như là cái chuyến hải hành đó tương đối rất là êm xuôi đối với cái chuyến tàu đó. Có một trường hợp là có một chị mang bầu 8 tháng hơn lên tàu, thì lúc đó thì trên tàu ai cũng sợ cả, thì chỉ sợ là chị ấy phải sanh ở trên tàu. Nhưng mà cuối cùng thì rồi thì cũng đưa đến bến, và chị đã vừa mới xuống chạy thi nạn thì chị đã sanh ngay. Thưa bác sĩ, thì cái số người mà cái nỗ lực của những hội đoàn Âu Châu đây với sự hỗ trợ tài chính của bên Hoa Kỳ đó, của cộng đồng người Việt bên Hoa Kỳ đó, cái nỗ lực đó đã vớt được bao nhiêu người? Chúng tôi lại không có con số chính xác thì chị. Chúng tôi chỉ ước khoảng là với hội Capanamour và những cái chuyến tàu Capanamour, hội Mission du Monde thì có nhẽ là cũng phải khoảng chừng 15.000 người đã thực sự đi qua một trong 80 chuyến tàu mà đã hoạt động liên tục từ năm 79 cho đến năm 89. Trong 10 năm. Thưa bác sĩ nghĩ rằng nếu mà không có những con tàu của Messeng Dimon và những cái tàu ánh sáng Cap d'Amour, Aguna đó, thì những người mà bác sĩ và những người bạn của bác sĩ vớt là họ đó, thì có thể họ bị chết trên biển. Chắc chắn là có, tại vì cũng vậy, chúng ta ngày hôm nay không có những cái thống kê chính xác, nhưng mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng là nếu ba người ra đi thì có một người chết trên biển, thì lúc đó thì cái khả năng mà một số các chuyến tàu đó không đến nơi đến chốn thì nó cũng có. Đó là một việc. Cái việc thứ nhì mà hôm nay nói chuyện với chị, chúng tôi mới nghĩ đến là ngoài cái việc mà đích thân đi vớt các chuyến tàu đó, thì cái sự hiện diện của những cái tàu của Pháp, của Đức, hoặc là những cái chuyến tàu của Hải quân Pháp vào những cái năm tháng đó, nó cũng là một cái yếu tố khiến cho những cái hoạt động hải tặc trong cái khoảng thời gian đó nó cũng đi xuống, nó cũng giảm xuống. Thành ra nó cũng có những cái hậu quả tốt, một cái gián tiếp cho những cái chuyến tàu khác mà không có gặp chúng tôi, nhưng mà cũng có thể đã đến bến một cách bình an, tại vì hải tặc lúc đó họ biết và họ cũng dè dặt hơn trong cái công việc mà đánh phá và cướp bóc
Thưa bác sĩ có thể cho biết vì sao mà Hải quân Pháp cũng tham gia vào cái việc này, vì lý do và ai là cái người mà đã cho phép làm công việc này? Thưa chị, Hải quân Pháp bắt đầu tham gia vào ngay cả vào những năm 1982. Tuy rằng là họ chỉ tham gia rất là ít vào lúc đầu, vào năm 87 thì rất là đặc biệt là họ đã đi tham gia và chính họ cũng đã vớt được một số các tàu, và họ lại vớt hữu hiệu hơn tại vì cái tốc độ hải hành của họ rất là cao, thành ra một khi mà họ muốn bắt một cái chiếc tàu, một chiếc ghe nào đó thì họ sẽ bắt được rất là nhanh. Cái lý do đó rất là đương nhiên là tại vì lúc đó thì cái việc mà các hải tặc đánh phá các tàu Việt Nam đó là một cái chuyện mà không có thể chấp nhận được. Không thể chấp nhận được. Thậm chí đến nỗi rằng là có một lúc chính phủ Pháp, ít nhất là một số các thành viên trong chính phủ Pháp vào cái thời đó đã muốn đem cái công việc là có các hải tặc để mà đưa ra trước các tòa án quốc tế để mà lên án cái việc đó. Nhưng cái việc khó khăn là làm sao mà bắt quả tang ngay tại trận của công việc làm mà không thể nào mà chấp nhận được của hải tặc của trong vùng đó. Thì một trong những cái đề án được đưa ra, tuy rằng là không có được thực hiện, là sau khi mà vớt được một chuyến ghe Việt Nam rồi, chuyến ghe vượt biên rồi, thì giữ cái chiếc ghe đó để mà làm như là một cái mồi, cái ghe hở, cái decoy. Rồi sau đó thì trên ghe có một số những người, mà trong đó có thể có cá nhân chúng tôi, giả bộ là người vượt biên để mà thu hút hải tặc tới, và cùng lúc một khi hải tặc tới thì là có những cái chuyến tàu của hải quân Pháp tới bắt quả tang cái tài trận để mà có thể dẫn những cái người hải tặc đó ra trước các tòa án quốc tế. Thưa bác sĩ, thì cái mission của những chiếc tàu này đã không những chỉ là đi vớt người và còn đi khám bệnh cho những người trong trại tị nạn, và cũng thấy luôn có một cái mục đích nữa là đi tìm những người phụ nữ bị hãm hiếp và bị đưa vào những cái coi như là cái mình phải dùng cái chữ gì, như là những cái sinh hoạt về vấn đề mại dâm ở trong Thái Lan đó. Thì bác sĩ đầu tiên muốn hỏi thăm bác sĩ là bác sĩ đến những cái trại tị nạn nào hay không, và cái hoàn cảnh, cái khung cảnh của những cái trại nạn tị nạn lúc bây giờ nó như thế nào? Lúc mà chúng tôi hoạt động với các chuyến tàu đó thì chúng tôi chỉ hoạt động với một trại tị nạn, là trại tị nạn Palawan ở bên Phi Luật Tân. Thì trại tị nạn đó tương đối là một trại tị nạn có những cái điều kiện khả dĩ chấp nhận được so với đời sống, đối với đời sống của các người vượt biên tị nạn. Các trại tị nạn ở bên Thái Lan và bên Malai thì có một số trại tị nạn nó bị đắt hơn nhiều, tại vì cũng như chị đã đề cập tới, có một số trường hợp các phụ nữ sau khi chiếc tàu ghe của họ bị đánh cướp là họ lại bị bắt đi, và rồi sau đó thì họ bị bán vào những cái ổ mại dâm ở bên Malai. Đó là một cái vấn đề. Và lúc đó thì hội Mission Limon cùng với một số các tổ chức khác đã có một cái ý định rằng để đi tìm những phụ nữ đó để mà có thể giúp mang các phụ nữ đó ra khỏi các ổ mại dâm. Nhưng đó là một cái chuyện mà rất là khó. Thành ra tuy chúng tôi có làm một thời gian ngắn nhưng mà nó cũng không có mang được cái kết quả được bao nhiêu, và đó cũng là cái điều rất là đau buồn. Thưa bác sĩ nói là không kết quả bao nhiêu, nhưng mà có cái trường hợp nào mà mình cứu ra được không? Có những cái trường hợp cứu ra được, nhưng mà riêng cá nhân chúng tôi không có tham gia vào những cái trường hợp đó, nên là không thể nào mà kể lại một cái đích xác được. Thưa bác sĩ, thì trẻ vừa mới ra trường, một cái tương lai rực rỡ trước mặt, chỉ thấy đẹp thành công và những kết quả của những năm tháng học vất vả nó đang trước mặt. Vì sao mà bác sĩ tạm ngừng những cái phần thưởng đó và để đi ra ngoài biển Đông, đi có những chuyến hải hành 2 tháng, 3 tháng, 6 tháng để đi tìm những người vượt biển? Thưa bác sĩ, thì
cái động lực gì và cái reward, cái phần thưởng gì mà bác sĩ cảm thấy mình nhận được để mà hy sinh những cái tốt đẹp của mình đang chờ trước mình. Thế thì lúc đó thì chính cá nhân chúng tôi không bao giờ nghĩ rằng là cái việc mà thành tựu cá nhân nó là một cái phần thưởng cả. Và chính cái phần thưởng mà chúng tôi đã có và cho tới ngày hôm nay gần 30 năm sau chúng tôi vẫn nghĩ là chúng tôi đã có, là đã có được cái cơ may để mà đi đến với lại các thuyền viên tị nạn. Tại vì nếu mà chúng tôi học y khoa là để làm cái việc đó, chứ không phải làm bất cứ một cái việc nào khác. Đến gặp họ có nghĩa là gặp chính mình. Và biết đâu là trong những cái người đó lại không có những người trong gia đình của mình. Và nếu họ không phải là những người trong gia đình của mình thì họ cũng là những người đồng hương, đồng bào của mình. Những cái người cùng nước, cùng một cái tiếng nói, cùng một cái quê hương. Đến với họ là cái chuyện được. Cái phần thưởng lớn nhất của bác sĩ qua công việc đó là cái gì? Là đã gặp được những người đồng hương đó, đã có cùng một cái nhìn, cùng một cái ánh mắt, cùng một cái sự chia sẻ. Tại vì một khi mà các thuyền nhân lên tàu thì là không còn ai là thuyền nhân, không còn ai là bác sĩ. Chỉ là tất cả một người cùng chia sẻ một cái cảnh sống, là cái cảnh sống lại đối với những cái người thuyền nhân đó, và cái cảnh sống tới đối với những người như chúng tôi. Nếu mà chúng tôi đi theo cái ngành nghề này là để làm cái công việc đó, và chúng tôi đang làm được cái công việc đó, thì đó là một cái sự mà kết hợp rất là nhiệm màu giữa những cái người mà muốn chia sẻ và những cái người chấp nhận cái sự chia sẻ. Thưa bác sĩ thì cũng hỏi rồi nhưng mà bây giờ cũng muốn hỏi lại đó là thưa bác sĩ thì cái gì nó để lại cái ấn tượng sâu sắc nhất cho bác sĩ trong cái suốt cái thời gian đó, và bác sĩ nếu mà có cái hoàn cảnh thuyền nhân tương tự sẽ xảy ra ở một cái nơi nào đó thì bác sĩ có làm lại nữa không? Thưa có, với điều kiện là mình phải thành thật đối với chính mình. Thực ra thì nếu mà bây giờ trở lại cái bối cảnh vào những năm thập niên 70-80 bên Pháp thì các phong trào của các hội bác sĩ thiện nguyện, bác sĩ không biên cương, bác sĩ của thế giới, mình sang sông Phong Giao, mình sang Đi Mông, nó lên đến cao độ. Và cùng một lúc ở bên với phong trào vượt biên ở vùng Biển Đông thì cũng có các phong trào tị nạn khác ở bên Phi Châu hoặc là ở A Phú Hãn. Thì lúc đó tôi cũng có một số các một lớp học y khoa của chúng tôi thì có khoảng chừng 200 sinh viên, 200 bác sĩ. Thì trong số 200 bác sĩ sinh viên bác sĩ đó thì chắc cũng có khoảng chừng 10 anh chị em cũng mang cái hoài bão rằng là bây giờ một khi mà đã ra trường rồi thì trước khi mà nghĩ đến những cái việc sâu xa hơn cho riêng cá nhân của mình thì cứ đi mà đóng góp và cống hiến cái những cái kiến thức của mình cho một cái công việc chung. Thì cũng có một số các anh các chị đi làm việc ở các xứ Phi Châu, các xứ ở bên Á Châu này nọ. Nhưng mà riêng cá nhân tôi thì tôi khẳng định rằng là mình chỉ có thể làm việc một cách hết lòng và cật lực là khi nào mà mình trở lại với cái đồng bào Việt Nam của mình, với những người đồng bào Việt Nam của mình. Có nghĩa là nếu mà chúng tôi đi làm việc ở bên Âu Châu, ở bên Phi Châu thì có lẽ thì cũng làm việc tốt, nhưng mà có lẽ không có thật lòng bằng những cái lúc mà chúng tôi đi công tác theo cái chuyến tàu đi bất cứ đâu. Thưa bác sĩ thì cái tổ chức này là hoàn toàn do cái sự đóng góp và hảo tâm của các cái tổ chức, thì những cơ quan chính phủ hoặc là quốc tế có giúp đỡ con tàu lúc nào không? Có lúc có lúc không thưa chị. Và cái đó nó cũng rất là bình thường. Vào những cái năm đầu
thì muốn có con tàu đi thì cái điều đầu tiên mà chúng tôi đã đề cập tới là phải có những cái visa, thì dĩ nhiên là cần phải có cái sự giúp đỡ của các chính quyền ở bên Âu Châu và các nước khác như là bên Gia Nha Đại. Trên cái vấn đề tài chính thì là tùy thuộc vào cái sự hảo tâm của người dân địa phương, của người Pháp và của người Đức. Đôi khi có những cái chương trình, có những cái ngân khoản của một số các tổ chức như của cộng đồng Trung Âu Châu, thì lúc đó thì nếu mà chúng tôi xin thì cũng có được những cái sự ngân khoản đó, nhưng mà cái đó cũng tùy thuộc vào cái người quyết định ở phía trên trong cái lĩnh vực hành chính của các cơ quan quốc tế đó. Thành ra cái sự giúp đỡ đó nó có trên lý thuyết, nhưng mà trên mặt thực tế thì nó cũng rất là bất thường. Thưa bác sĩ, bạn nãy có chia sẻ là con tàu ngưng hoạt động là bởi vì hết tiền. Bác sĩ có thể nói rõ là những cái nguồn đó họ tự dưng họ không cho nữa hay như thế nào thưa bác sĩ? Thưa cái nguồn cho chính thức thì cũng như tôi đã thưa đó, thì nó cũng rất là tùy thuộc vào cái sự quyết định của một số những cái cơ quan hành chính. Cái nguồn tài trợ do cái sự đóng góp hảo tâm của người dân thì nó cũng tùy vào cái tình trạng kinh tế của những người dân đó, và dĩ nhiên nó có một cái hiện tượng là trước một cái hoàn cảnh thương tâm thì ngay lúc đầu thì nó sẽ làm động lòng nhiều người và sẽ có nhiều người đóng góp, nhưng mà vẫn cái trường hợp đó, vẫn cái cảnh thương tâm đó mà cứ lặp đi lặp lại từ năm này qua tháng nọ thì nó không ít thì nhiều nó sẽ đưa đến một cái sự nhàm chán. Thành ra bởi vì thế nên có thể nói rằng là đến năm 1985 thì hội bác sĩ thế giới ở bên San Remo được gần như là kiệt quệ trên cái vấn đề tài chính, và coi như là không có những cái chuyến tàu khác có thể gửi ra khơi được vì không còn đủ khả năng tài chính để mà thuê bao một cái con tàu lớn và trả tiền cho thủy thủ đoàn. Thưa bác sĩ, có nhớ được là tổng số kinh phí mà đã dùng vào cái việc cứu vớt trên 15.000 người là khoảng bao nhiêu không? Cái con số chính xác thì chúng tôi không có, nhưng mà chúng tôi chỉ nhớ rằng là lúc đó vào những năm giữa thập niên 80 thì là một ngày hoạt động của tàu trên biển khoảng chừng lúc đó vào khoảng chừng 10.000 đô, từ 5 cho đến 10.000 đô tùy vào lúc để mà có thể tài trợ cho một ngày hoạt động, thì chỉ cứ thế mà nhân lên, một tháng hoạt động thì sẽ mất bao nhiêu và nửa năm hoạt động thì sẽ mất bao nhiêu. Bởi vì thế nên những cái chuyến tàu đó đã không hoạt động một cách liên tục. Có những cái chuyến công tác mà chúng tôi chỉ hoạt động trong vòng 2 tháng rồi sau đó phải ngừng tại vì hết tiền. Có những cái chuyến công tác lâu nhất là chúng tôi hoạt động trong vòng 6 tháng, nhưng mà không quá 6 tháng. Lý do? Tại vì sau 6 tháng đó là vừa hết visa vừa hết tiền. Ủa sao mà? Và cùng một lúc đó thì cũng vào những cái lúc mà mùa biển, và chúng tôi biết rằng là cái số người vượt biên cũng sẽ giảm xuống, tại vì vượt biên thì cũng có những cái đợt và bên nhà thì lúc đó các đồng bào chỉ đi vượt biên vào những cái lúc mà biển tương đối êm. Thưa bác sĩ, nhìn lại cái quãng sắp tới, nhưng mà ở đây nhìn trở về cái những cái ngày tháng đã qua với bác sĩ, thì những cái điều gì làm cho bác sĩ cảm thấy là vừa lòng làm công việc bước nổi vượt biển, hay là thành công trong lĩnh vực y khoa, thấy rất nhiều những bằng khen thưởng, những vinh dự mà bác sĩ đã nhận được, thưa cái gì làm cho bác sĩ hài lòng? Thực ra thì câu trả lời cũng khó thưa chị. Có lẽ cái điều mà chúng tôi cố áp dụng ngay từ lúc còn rất là bé là lúc nào cũng sống thật với những cái gì mà mình làm. Vào những cái năm mà chúng tôi vừa mới ra trường cho đến chưa đến 30 tuổi thì chỉ có một điều đối với chúng tôi là quan trọng là làm cái công việc thiện nguyện đó. Rồi sau đó vì cơ duyên chúng tôi lại đi theo cái con đường nghiên cứu, và cũng vì may mắn đã đi vào những cái trường đại học và những cái nhóm nghiên cứu mà có khả năng. Thành ra chúng tôi đã đạt được một số những cái thành tựu trong cái công việc nghiên cứu và khoa học. Và cũng
cũng cũng vậy là chúng tôi bắt tay vào công việc đó với một cái sự đam mê và một cái sự thành thật không có dối lòng. Làm một cái việc gì thì dốc lòng làm cho tới cùng. Có lẽ cái đó là cái điều, nhưng mà có một điều là chúng tôi tương đối hài lòng, đó là cái việc đó. Tại vì cho tới bây giờ thì chúng tôi không có bao giờ tiếc. Mình đã bỏ công, bỏ sức và đã hết dốc hết lòng vào một cái sự đam mê nào đó, từ cái việc vớt người vượt biên cho đến cái công việc làm khoa học. Còn tất cả những cái việc còn lại nó đều là cái chuyện không phải là bên lề, nhưng là đều là cái chuyện không phải là cái vấn đề chính. Thí dụ như là nếu mà chị đi theo cái con đường khoa học thì chị có được những cái bằng thưởng, những cái vinh dự này vinh dự nọ, đó nó là chỉ là cái hậu quả tốt của cái công việc làm của chị. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói đó là cái điều chính là cái công việc làm, chứ không phải là cái hậu quả mà mình có. Lấy một cái thí dụ khác là thí dụ ngày hôm nay, về năm 1985, lúc mà chúng tôi đi vớt cửa vượt biên theo cái chuyến tàu Long Sắc Cô, thì nó có nhiều cái cơ duyên. Cái cơ duyên thứ nhất là lúc mà chúng tôi đi là cái lúc mà đúng là cái mùa các đồng bào vượt biên đi. Thành ra trong vòng một tuần cũng như chúng tôi thường đã vớt được 500 người. Cùng một lúc đó thì trên tàu có một cái nhóm phóng viên của đài truyền hình Pháp, và cái nhóm phóng viên đó đã quay được những cái hình ảnh đó. Thành ra cái công việc làm đó mới được nhiều người biết đến. Nhưng mà nếu mà không có cái nhóm phóng viên đó, hoặc là lúc đó thay vì vớt được 500 người, chúng tôi chỉ vớt được có 5 người, thì đối với tôi cái việc đó nó không có thay đổi gì cả. 5 người mình vớt vẫn là 5 người mà có thể mình là cứu sống. Cái sự thay đổi duy nhất là trên cái con số, nhưng mà trong cái cá nhân của cái người đó và cái sự quan hệ giữa mình và cái người đó nó không có khác nhau. Và có được các đài truyền hình, báo chí nói đến hoặc là không ai nói đến thì nó cũng không có khác nhau. Công việc chính là cái công việc mình làm, và mình đã làm được cái việc đó, cho dù mình làm một cách âm thầm hoặc là mình làm được nhiều người biết đến, thì đó chỉ là cái việc của mình thôi. Nói một cách khác là tôi cũng muốn nói luôn là chúng tôi không phải là cái người bác sĩ Việt Nam duy nhất đi theo cái con tàu này. Sau chúng tôi thì có các đồng nghiệp khác ở bên Cali, bác sĩ Nguyễn Ngọc Kỳ, bác sĩ Đường Thiện Đồng, bác sĩ Nguyễn Thường Vũ, bác sĩ Trang Châu ở bên Canada và có nhiều người khác nữa, nhiều người Việt Nam không phải là bác sĩ cũng đã từng đi ra vùng biển Đông Việt Nam đi cứu những con tàu đó, hay là ngay các anh thủy thủ người Pháp, anh thủy thủ người Đức vô danh không ai biết đến. Đến cái lúc mà họ vớt những cái người vượt biên nó lên, họ cũng chính là những cái cánh tay mà chắc nịch để mà cái người vượt biên họ bám víu vào, họ kéo lên. Ngày hôm nay đâu có ai biết những cái người đó đâu. Đó, nhưng mà theo tôi nghĩ rằng là nếu mà cái công việc làm của những người đó là những công việc làm chân chính, thì cái sự mà cái reward, cái mà cái sự mà cảm nhận của họ, cái sự mà sung sướng của họ thì nó cũng không có kém gì cái sự cảm nhận của chúng tôi. Thưa bác sĩ, nãy bác sĩ có nói đến những cái mặc dù có thể là không được lãnh phần thưởng hay là công nhận nhiều, nhưng mà cái nào là Trong cái công việc làm nghiên cứu của chúng tôi thì ít nhất chúng tôi có làm được một việc là đã tìm được một cái cách để mà chữa cái bệnh suy hô hấp cấp của các trẻ em, bằng một cách áp dụng cho hít thở một cái chất gas, là cái chất nitric oxide. Và dĩ nhiên là cái công việc nghiên cứu ngày hôm nay không phải là công việc của một cá nhân mà là của nguyên cả một nhóm. Thì chúng tôi thuộc vào cái nhóm đó ở bên Đại học Cambridge, đã lần đầu tiên đã chứng minh rằng là áp dụng cái cách chữa trị đó thì có thể đã cứu sống được rất nhiều các em bé mà nếu không thì đã bị ngộp thở bởi vì cái suy hô hấp cấp đó. Thì đó là một cái sự đóng góp mà chúng tôi nghĩ rằng là có thể mang lại một chút xíu hữu ích nào cho các bệnh nhân của mình. và họ hiện tại y khoa
không những là ở Pháp, ở Âu Châu mà bên khắp nơi trên thế giới cũng sử dụng để cứu các em. Thưa vâng, và đó là cái cách chữa bệnh, cách chữa bệnh được xem như là đã thay đổi cái xử lý về cái bệnh đó của ngành y khoa ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, thì đến tuổi này của một vị bác sĩ cũng như một đời người thì cũng là một cái tuổi gọi là cũng kinh qua khá nhiều rồi, mà giờ cũng vẫn còn con đường trước mặt, thì cái gì là cái niềm mơ ước của bác sĩ cho bản thân của mình, cho gia đình của mình và cho đồng bào quê hương của mình? Cho bản thân thì là người xưa thì vẫn có cái câu nói rằng là ngũ thập nhi chi thiên mệnh, tứ thập nhi lập, không, đúng là ngũ thập nhi chi thiên mệnh, tứ thập nhi bất hoặc, 40 tuổi thì không còn nghi ngờ, 50 tuổi thì hiểu được ý đời. Thì tôi thì chỉ mong có một cái ước muốn cá nhân, đó là không còn phải lo chứ không phải lo sợ, lo không phải những cho riêng cá nhân mình mà cho những người thân của mình, cho những cái điều mà mình quan tâm tới, cho gia đình, cho bạn bè xung quanh, hay nói một cách sâu xa hơn là cho vận mệnh của quê hương, hay là của cái cuộc đời này. Thì cái đó là cái điều mà làm chúng tôi vẫn khắc khoải, tại vì đôi khi vẫn thấy rằng có nhiều việc phải làm, nhiều vấn đề phải giải quyết, mà mình thì là riêng cá nhân chúng tôi hay là tất cả chúng mọi người trong chúng ta, thì cái sự hiểu biết và cái hữu hiệu trong cái cách làm việc tương đối nó cũng giới hạn. Tôi chỉ mong có cái điều đó thôi, có nghĩa là làm một cách nào để mà có được một cái sự bình yên cho xung quanh của mình, và nếu mà xung quanh mình bình yên thì chính cá nhân mình cũng sẽ không còn khắc khoải. Còn đối với lại tương lai thì tôi cũng có con thì cũng còn nhỏ, thì chỉ mong rằng là cái thế giới ngày hôm nay chúng ta đang sống là một cái thế giới tương đối, nó cũng tùy với những cái vấn đề mà chúng ta biết là về khủng bố này nọ, nhưng mà nó tương đối nó cũng thanh bình, tại vì cái cuộc thế chiến cuối cùng cách đây nó cũng hơn 60 năm, thì sẽ không có bao giờ có những cái cảnh như vậy nó xảy ra nữa, và những cái cuộc chiến mà khiến cho nguyên cả một dân tộc mà bị hao tổn nó còn sẽ không còn, tại vì cái tương lai của chúng ta đó, nó có thể là cái tương lai rất là rực rỡ, rất là sáng, với tất cả những cái kiến thức mà ngày hôm nay chúng ta có. Chỉ cứ tưởng tượng là nếu mà chúng ta cứ suy nghĩ về cái vấn đề khoa học, thì ngày hôm nay trên cái lĩnh vực mà chúng tôi tương đối có một chút xíu hiểu biết là về cái lĩnh vực y khoa, thì đối với một số các bệnh ngày trước cứ nghĩ là bệnh nan y, có là coi như là mang cái án tử hình, bệnh ung thư, bệnh lao, thì ngày hôm nay chúng ta đã có khả năng để mà chữa trị được, thì không có lý do nào mà chúng ta lại không cứ trên cái đà đó để mà khiến cho cái cuộc đời này nó dễ sống hơn. Và chúng tôi chỉ mong rằng là chúng tôi áp dụng những cái kiến thức đó, những cái nỗ lực đó để mà làm cho cái cuộc sống nó thăng hoa, thay vì làm cho cái cuộc sống nó khó khăn và nó gây ra vấn đề cho các thế hệ tiếp theo. Thưa bác sĩ, còn những người trẻ chia sẻ thì tôi không dám nói là chia sẻ, tôi chỉ thông qua cái kinh nghiệm cá nhân, là thứ nhất đó là nhiệt thành, mình phải thật lòng với tất cả những cái gì mình làm. Thứ nhì là làm mà không tính, tại vì đâu đó tôi cái kinh nghiệm mà tôi đã sống qua đó là tất cả những cái gì mình làm thì mình đều được những cái kết quả tốt. Gieo gió thì gặt bão, ở hiền thì gặp lành. Nói về cái con đường học cá nhân thì chúng tôi lúc học thì cũng như tất cả mọi người, có nghĩa là có đôi lúc thì cũng phải khó khăn, cũng phải bỏ thì giờ ra học ngày học đêm, làm việc nghiên cứu thì cũng vậy. Nhưng mà lúc mà mình làm cái việc đó
Thì rồi sau này với lại cái quãng đời đã đi qua và đã nhìn lại, thì tôi thấy rằng là lúc nào mình cũng được đền bù không ít thì nhiều với lại những cái đầu tư mà mình làm. Thì cứ đầu tư đi, và nếu mà nói tóm gọn lại một chữ thì hãy cho và chắc chắn sẽ được nhận. Cho dù cái việc mà mình được nhận nó xảy ra cách 5 năm, 10 năm, 20 năm sau cái việc mình cho, nhưng mà hãy cho, đừng có nghĩ đến cái việc được nhận lại, bởi vì cái việc được nhận đó nó sẽ đến, không sớm thì muộn. Thưa bác sĩ, có điều gì bác sĩ muốn nói mà chúng tôi chưa hỏi không? Dạ không. Tôi hỏi nhiều quá. Dạ. Vâng, thưa thay mặt hội một lần nữa và cá nhân chúng tôi xin chân thành cảm ơn bác sĩ đã tạo cơ hội và dành thời giờ để cho cái cuộc phỏng vấn này. Mục đích của chúng ta là ghi lại những cái chuyện gì đã xảy ra bằng trung thực như nó đã xảy ra, để hy vọng rằng nó thành một cái bài học để cho những cái ngày tháng sắp tới của những cái hệ sắp tới. Còn một điều tôi xin nói là một trong những cái hoài bão mà chúng ta đã lúc nãy đã bàn sơ qua là phong trào vượt biên của thuyền nhân Việt Nam là một cái giai đoạn lịch sử rất là quan trọng trong lịch sử cận đại của dân tộc Việt. Chúng tôi đã có được cái sự cơ may là một thành phần nhỏ, nhưng mà chỉ đứng về một cái khía cạnh của cái phong trào đó thôi, là thuộc vào một trong những tổ chức quốc tế đã có những cái chương trình đi gửi tàu về cứu vớt những cái người Việt Nam đó. Ngày hôm nay thì có lẽ chúng ta đã đến lúc cần có được những cái thống kê hoặc là những cái sự kiện lịch sử rõ ràng nói rằng là có bao nhiêu chuyến tàu được gửi đi, bao nhiêu hội đã tham gia vào, những người vượt biên đó đã đến những cái trại tị nạn nào, vân vân. Thì tuy rằng là chúng tôi có một số những cái dự kiện, nhưng mà đó là những cái dự kiện cá nhân, những cái kinh nghiệm cá nhân, và những cái gì mà chúng tôi ngày hôm nay thưa lại với đại chị đó là do cái trí nhớ của mình, chứ nó không phải là một cái công việc làm khoa học. Và chúng tôi cần có cái sự tham gia của những người viết sử để mà nhìn lại cái khoảng lịch sử cận đại đó, và để viết lại những cái việc trung thực nhất liên quan đến cái phong trào của người Việt biên và những cái người Việt biên nói chung. Cũng hy vọng rằng là những cái mơ ước hoài bão cũng sẽ có được một ngày nào gần đây sẽ có một cái người nào có cái cơ hội với hoàn cảnh để làm công việc cần thiết và quan trọng đó. Cảm ơn bác sĩ nhiều.